Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Đấu La Đại Lục, Thiên Nhận Tuyết và Đường Tam đang chiến đấu kịch liệt, chưa phân thắng bại thì đã phải ngừng lại. Ý định của nàng ta là tiêu diệt Đường Tam thì trận chiến sẽ kết thúc. Vậy nhưng, Bì Đông lại tự ý phát động chiến tranh. Đường Tam cho rằng hôm nay nhiều sinh mạng nằm xuống như vậy đều là vì Vũ Hồn Đế Quốc, nàng ta vẫn muốn bảo vệ bọn họ sao? Thiên Nhận Tuyết cho rằng việc đã đến nước này, nàng càng nên đánh bại hắn để tiếp quản Vũ Hồn Đế Quốc, từ đó mới có thể kết thúc chiến tranh. Vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đã lập tức động thủ, hai người lại lao vào nhau chiến đấu. Vũ khí và chiêu thức hai bên va chạm nhau liên tục, hai người chiến đấu từ không trung lên trên tầng mây, bóng hình cả hai thoát ẩn thoát hiện cùng với sấm chớp. Chiến đấu bình thường không có kết quả nên hai người lại sử dụng kỹ năng rồi tiếp tục lao vào nhau. Lấy lợi thế sân nhà là trên không trung, Đường Tam đã bị rơi xuống thế yếu, liên tục bị chèn ép, hắn liên tục bị đẩy lùi, chiến trường từ Gia Lăng Quan chuyển tới bầu trời. Sau đó di chuyển ra ngoài đại dương rồi lại vào trong thành thị. Mỗi nơi hai người đi qua đều khiến cho mọi thứ hỗn loạn. Tốc độ hai người quá nhanh, chỉ thấy bóng dáng hai thân ảnh một xanh và một vàng lao vào nhau, va chạm, tách ra rồi lại lao vào nhau. Quá trình lặp đi lặp lại mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Sau khi bay lượn chiến đấu một vòng đại lục, hai người cũng quay lại vị trí bức tượng thiên sứ thần. Dưới sự công kích mãnh liệt, Thiên Nhận Tuyết đã bị rơi xuống yếu thế. Đường Tam nhanh chóng sử dụng thức thứ ba của Hoàng Kim Thập Tam Thức, ngưng tụ lực lượng vào tam so kích, rồi phóng về phía đối thủ. Thiên Nhận Tuyết nhanh tay ngăn cản, Đường Tam lao tới gia tăng lực lượng, đẩy nàng ta lui về sau, thân thể đâm xuyên qua bức tượng. Sau khi ăn trọn combo vào mặt, Thiên Nhận Tuyết đã bị thương. Chuyển cảnh tới Gia Lăng Quan, Đường Hậu gấp rút yêu cầu mọi người mau chóng đánh hạ Gia Lăng Quan trước khi Bì Đông thành thần. Cả đám với khí thế hừng hực, nhanh chóng xông lên. Đường Hậu và Đường Khiếu cùng nhau hợp lực đánh tan đám lâu la xung quanh. Đường Hậu biến lớn Hậu Thiên Truy rồi quay vòng vòng, phe địch bị đánh như rơm rạ. Những người khác cũng không đứng yên quan sát, họ đều xông lên giết địch. Vũ Hồn Đế Quốc có binh đoàn thề mà vô cùng đông đảo. Vậy nhưng, phía Thiên Đấu Đế Quốc lại có nhiều hồn sư có sức mạnh cao cường. Đi tới đâu, quân địch bị quét sạch tới đó. Vậy nhưng, ý định của Bì Đồng không phải là sử dụng đám thề mà để chiến thắng, mà dùng nó để cầu rời cho nàng đột phá 100 cấp mà thôi. Các thề mà chết lại tái sinh, liên miên không dứt, độc đấu la vẫn nộ tung chiêu hóa đá cầm chân bọn chúng lại. Chiêu thức này quá chí mạng, đám thề mà chết rồi có thể hồi sinh. Vậy nhưng bị hóa đá thì lại hoàn toàn vô dụng. Thế là vấn đề tạm thời đã có cách giải quyết triệt để. Vậy nhưng, chiêu thức của độc đấu la chỉ có thể hóa đá những hồn sư dưới phong hào đấu la. Nếu muốn ngăn cản vong linh của cúc đấu la và quỷ đấu la thì nhất định phải dùng sức mạnh lớn hơn mới được. Chuyện kế tiếp chỉ cần lão đóng băng chế trụ quân đoàn vong linh thì trận chiến chết chóc không hồi kết này có thể dừng lại rồi. Từ đó khiến Bì Đầu không thể thành thần. Khống chế phạm vi diện rộng như vậy sẽ tiêu hao quá lớn, thân thể lão sợ rằng không chống đỡ được, sẽ mất mạng đó. Vậy nhưng mà nếu Bì Đầu thành thần thì thương vong sẽ không thể tưởng tượng nổi. Đám người kim ngạc đấu la cũng bất ngờ vì biến cố này. Cúc đấu la phân phó toàn bộ quân đoàn tập trung tấn công độc cô bác. Đường Hậu cũng hô hào phe mình tập trung bảo vệ độc cô bác. Cả đám nghe vậy liền nhanh chóng tập trung. Quỷ đấu la sử dụng hồn kỹ suýt chút nữa là tiêu diệt được Mã Hồng Tuấn. Cũng may là Vinh Vinh kịp thời dùng hồn kỹ tạo ra một vòng phòng ngự, giữ lại được cái mạng cho Mã Hồng Tuấn. Hắn ta lập tức tung ra hồn kỹ thứ 9 tạo ra một con phượng hoàng lửa phá tan công kích. Ở chiến tuyến khác, Đầy Mộc Bạch và Chu Trúc Thành cũng đẩy lui được cúc đấu la, tạm thời áp chế được tình hình. Độc đấu la vì thế mà có thời gian thi triển chiêu thức. Lão vô cùng vui mừng vì đã được chung sức cùng mọi người. Rất nhanh, đám người kia cũng bị đóng băng, tốc độ vận chuyển trận pháp của Bì Đông đang chậm dần. Tuyết Băng lập tức ra lệnh cho các tướng sĩ thừa thắng xông lên đánh hạ Gia Lăng Quan. Vinh Vinh và phụ thân cùng nhau phụ trợ cho độc đấu la. Áo Tư Tạp cũng thi triển hồn kỹ tạo ra nhiều cái hương tràng đưa cho lão và các thành viên trong sử lệ khắc thất quái. Loại hương tràng này là cao cấp nhất, sau khi sử dụng có thể khôi phục thương thế và hồn lực về trạng thái đỉnh cao nhất. Độc cô bác nhờ vào sự phụ trợ của ba người nên lần nữa đứng dậy. Vậy nhưng tung ra kỹ năng diện rộng như vậy thì cũng không thể duy trì quá lâu. Cúc đấu la tung hồn kỹ lao thẳng tới tấn công độc cô bác. Vậy nhưng thay vì nhận cơ hội một kích tất sát thì hắn ta lại đứng yên mỗi chỗ trò chuyện và kết quả là bị độc cô bác chọc giận. Hắn nhanh chóng lao nhanh về phía lão, tranh né toàn bộ công kích. Độc cô bác buộc phải thiêu đốt linh hồn tới cực hạn để bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Biết tình thế không ổn rồi, cúc đấu la và quỷ đấu la lập tức quay xe. Vậy nhưng, khoảng cách đã quá gần rồi, trừ khi là di chuyển với tốc độ ánh sáng, luồng sức mạnh khủng khiếp bạo phát ra xung quanh. Cúc đấu la, quỷ đấu la và binh đoàn thề mà nhanh chóng bị hóa đá. Độc cô bác kiệt sức ngã xuống, Vinh Vinh cố gắng phụ trợ, vậy nhưng cự bò lưu ly tháp không có tác dụng với lão nữa.
Điều này cũng đồng nghĩa rằng đường sống của lão đã hết, không thể cứu được nữa. Dùng một mạng của phòng hào đấu la đổi lấy nguy cơ thất bại của một trận chiến, đối với lão đây là niềm vinh hạnh và tự hào. Mọi người vô cùng đau buồn vì sự mất mát này. Dù thành công ngăn chặn binh đoàn Thây Ma, vậy nhưng thời gian để Bì Bì Đông hoàn thành khảo nghiệm gần xong rồi. Ngay khi khảo nghiệm kết thúc, con mắt trên bầu trời lập tức mở ra, luồng sát khí tuôn trào ra xung quanh. Mọi thứ xung quanh lập tức bị dừng lại, thời gian giống như đang bị đóng băng, ngay cả Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết cũng đứng yên một chỗ. Thân hình Bì Bì Đông lập tức xuất hiện phía sau Đường Tam, dùng vũ khí của mình đâm một kích xuyên ngực Đường Tam. Lần này nàng ta thành công đánh lén, cũng vì cái chết của Độc Cô Bác khiến cho hắn bị phân tâm. Vậy nhưng bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi, trái tim hắn bị nàng ta móc ra và bóp nát. Đường Hạo phẫn nộ lao lên, Tiểu Vũ đau buồn rơi nước mắt. Thân hình Bì Bì Đông hiên ngang đứng trên không trung, còn thân ảnh Đường Tam thì rơi xuống dưới. Đường Hạo lao lên đỡ lấy hắn, Bì Bì Đông xuất chiêu ngăn cản vậy nhưng không được. Tận mắt chứng kiến cái chết của con trai, ông vô cùng phẫn nộ. Vậy nhưng Bì Bì Đông và Thiên Nhận Tuyết lại không để cho ông có thời gian tưởng niệm, họ cùng nhau tấn công. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La kịp thời ngăn cản. Các thành viên trong Sử Lệ Khắc Thất Quái cũng lao lên trợ giúp mang Đường Tam rời đi. Bì Bì Đông lập tức vẫy tay tạo ra một cái kết giới ngăn cản. Không thể ra ngoài hay tiến vào bên trong, những người bên ngoài cố gắng công kích vào bức tường vậy nhưng không có hiệu quả. Dưới sự thuyết phục của Bì Bì Đông, Thiên Nhận Tuyết cũng đồng ý liên thủ. Còn ân oán thì chờ giết chết Đường Tam xong rồi lại tính toán sau. Đường Tam ngoài cái xác ra thì thần hồn vẫn còn tồn tại. Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La chia nhau ra đối phó với hai mẹ con bên kia. Vậy nhưng, công kích của hai người quá yếu, họ liên tục bị bón hành. Đột nhiên, ấn ký trên trán Đường Tam bạo phát ra sức mạnh linh hồn lực. Hắn mở mắt tung ra một đòn công kích đáp trả về phía hai mẹ con bên kia. Uy lực chiêu thức quá mạnh, Bì Bì Đông có thể ngăn cản. Thiên Nhận Tuyết thì bị chặt đứt một cánh tay. Nhân cơ hội này, Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La lập tức hợp lực tạo ra chiêu thức mạnh nhất trên đời tấn công vào bức tường vô hình. Ở bên ngoài, các thành viên Sử Lệ Khắc cũng hợp lực tấn công. Bên ngoài đánh vào, bên trong đánh ra. Hai công kích tập trung tại một điểm, thành công xuyên thủng kết giới trong chớp mắt. Đường Hạo kịp thời mang theo Đường Tam ra ngoài, vậy nhưng hai vị đấu la còn lại thì không. Bì Bì Đông phẫn nộ tung chiêu tấn công hai người. Đứng trước mặt cường giả thần cấp, họ đều biết mình không có cơ hội phản kháng. Hai người mỉm cười mãn nguyện, cái chết của hai người họ là mất mát rất lớn đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trận chiến lần này, đôi bên đều thiệt hại quá nhiều. Thiên Đấu Đế Quốc mất đi ba vị phong hào đấu la, Đường Tam thì hôn mê bất tỉnh, linh hồn tán loạn, cho dù là thần thì chắc chắn cũng phải chết. Phía Vũ Hồn Đế Quốc thì trọng thương hai vị thần cấp, bọn họ sẽ phải bế quan khôi phục trong một thời gian. Vậy nhưng sau khi khôi phục thì Vũ Hồn Đế Quốc tất thắng lợi, chuyện bị huyết tẩy chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Mọi người vô cùng đau buồn cho sự mất mát này, đặc biệt là tia hy vọng của Thiên Đấu Đế Quốc đã nằm xuống. Trong khi đó, Thiên Nhận Tuyết và Bì Bì Đông lại xảy ra xung đột trong suy nghĩ. Bì Bì Đông cho rằng Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không đầu hàng, hai người cần liên thủ tấn công triệt để. Thiên Nhận Tuyết thì cho rằng người mẹ này đang muốn lợi dụng mình mà thôi, cho dù có giải thích như thế nào thì nàng ta vẫn không tin, còn rút kiếm chỉ thẳng mặt Bì Bì Đông. Vậy nhưng lần này nàng ta chọn nhầm đối thủ rồi. Bì Bì Đông phẫn nộ, lập tức túm cổ uy hiếp. Thiên Nhận Tuyết vẫn không sợ, Bì Bì Đông không thể xuống tay nên đành phải để cho nàng ta rời đi. Tưởng đầu Thiên Đấu Đế Quốc đã hết hy vọng rồi, vậy nhưng kỳ tích đã xảy ra. Trong truyền thuyết từng lưu truyền một loại tuyệt kỹ dung hợp của hai vị thần phụ trợ có thể tái tạo lại toàn thần. Vừa vặn, Vinh Vinh và Áo Tư Tạp đều đủ điều kiện. Theo dự đoán thì hai vị thần tạo ra tuyệt kỹ đó chính là Thực Thần và Cửu Thai Thần Nữ. Mà Áo Tư Tạp và Vinh Vinh lại được bọn họ ban cho thần chỉ. Chưa nói tới chuyện vũ hồn dung hợp kỹ có tác dụng gì với Đường Tam hay không. Cho dù thực sự có tác dụng thì sự trả giá của việc hồi sinh một người bình thường và hồi sinh một vị thần là không thể nào giống nhau. Vậy nhưng, bọn họ chẳng quan tâm tới chuyện đó nữa. Hai người nhanh chóng dung hợp hồn kỹ, quá trình này cần sự ăn ý tuyệt đối. Trong thời gian hai người chữa trị cho Đường Tam, thì những người khác cũng chủ động giúp một chút sức lực. Thần hồn Đường Tam thức tỉnh, hắn nhận ra Tu La Thần cũng ở đây. Chưa biết ý định và mục đích của Tu La Thần là gì, khi tập phim đã hết rồi, hãy đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!